Ngày 14 tháng 3, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố phối hợp với Ban thi đua khen thưởng tỉnh Quảng Ninh chủ trì thẩm định kết quả thực hiện phong trào thi đua xây dựng xã phường thị trấn Văn Minh giai đoạn 2020-2022 tại phường Yên Thanh. Trong những năm qua, Đảng Bộ Chính quyền và Nhân dân Phường Yên Thanh đã không ngừng nỗ lực phấn đấu thực hiện 10 tiêu chí theo quyết định số 12 2021 quy đề UBNG của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Các chỉ tiêu kinh tế xã hội trong giai đoạn đều đạt và vượt kế hoạch. Đời sống vật chất tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên. Cơ sở vật chất hạ tầng đô thị được đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo đồng bộ. Các tuyến đường giao thông được bê tông hóa, nhựa hóa, cảnh quan môi trường xanh sạch. Đến nay 6 trên 6 khu dân cư đạt danh hiệu khu văn hóa, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 97,6%, 100% các khu dân cư thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, 100% người dân được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh, 100% trường học đều đạt chuẩn quốc gia. Tại buổi thẩm định, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến vào báo cáo kết quả thực hiện phong trào thi đua xã phường thị trấn văn minh giai đoạn 2020-2022, tiến hành thảo luận phân tích các ưu điểm và hạn chế của địa phương căn cứ vào 10 tiêu chí quy định. Đây là cơ sở đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tặng cờ thi đua đơn vị có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua xã phường thị trấn Văn Minh đối với phường Yên Thanh giai đoạn 2020-2022.